Thank you.
các tổ chức sẵn sàng cho hai vận động viên hồng quân và các số vận động viên mời hai vận động viên hồng quân và các số vận động viên thi đấu. Chào đoàn động viên Hồng Quân và nghe để tổ chức đội thi đấu. Sau 10 phút nếu không có đội viên Hồng Quân không về sân thi đấu thì xử lý tình huống bỏ cuộc và thua. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.